xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung phân biệt công thức tổng quát, công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về công thức tổng quát. Chúng ta viết tắt là CTTQ. Công thức tổng quát cho biết thành phần nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức tổng quát thì nó cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Ta lấy ví dụ như công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHI, hoặc là công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZ, hoặc là công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZNT, hoặc là công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZClU. Như vậy, đối với công thức tổng quát CXHI thì nó cho chúng ta biết thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ này là gồm C và H. Đối với công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZ thì nó cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ này bao gồm C, H và O. Đối với công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZNT thì nó cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ này bao gồm C, H, O và N. Đối với công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZClU thì nó cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ này bao gồm C, H, O và Cl. Đấy, công thức tổng quát thì nó chỉ cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Nghĩa là trong phân tử hợp chất hữu cơ đó có những nguyên tố nào. Được chưa? Rồi, chúng ta sang phần 2. Công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất. Chúng ta viết tắt CTDRN, hay còn gọi là công thức thực nghiệm. Công thức nghiệm. Thế thì công thức đơn giản nhất cho chúng ta biết hai dữ kiện. Thứ nhất là thành phần nguyên tố. Và thứ hai là tỷ lệ tối giản. Về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ. Chưa? Đấy, công thức đơn giản nhất thì cho chúng ta hai dữ kiện, nhất là thành phần nguyên tố, thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Chúng ta lấy ví dụ, chúng ta có công thức đơn giản nhất là CH2. Chúng ta
ta có công thức đơn giản nhất là CH2O. Chúng ta có công thức đơn giản nhất là CHOCl. Như vậy, trong công thức đơn giản nhất CH2 thì cho chúng ta biết là gì? Thứ nhất, thành phần nguyên tố bao gồm C và H. Và thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tức là tỷ lệ C và H là 1 chia 2. Yeah. Đấy. Còn đối với công thức đơn giản nhất CH2O thì cho chúng ta biết hai dữ kiện là gì? Thứ nhất, thành phần nguyên tố. Công thức này bao gồm C, H và O. Thứ hai, tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tức là tỷ lệ giữa C, H và O là 1 chia 2 chia 1. Đấy, được chưa? Rồi, trường hợp thứ ba, đối với công thức CHOCl. Thế thì công thức này cho chúng ta hai dữ kiện là gì? Thành phần nguyên tố bao gồm C, H, O và Cl. Bốn nguyên tố như vậy. Và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố, tức là C chia H chia O chia Cl. Tỷ lệ là 1 chia 1 chia 1 chia. Công thức đơn giản nhất thì nó cho chúng ta hai yếu tố là gì? Thành phần nguyên tố. Và thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử hợp chất tổ chức. Được chưa? Chúng ta chuyển sang phần thứ ba. Công thức phân tử. Viết tắt là CTBT. Thế thì công thức phân tử cho biết thứ nhất là gì? Thành phần nguyên tố. Thứ hai là gì? Số lượng nguyên tử. Của mỗi nguyên tố. Có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Đấy. Như vậy, công thức phân tử thì cho chúng ta biết được hai dữ kiện là gì? Thứ nhất, thành phần nguyên tố. Cái thứ hai, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Được chưa? Chúng ta lấy ví dụ nha. Ví dụ, chúng ta có công thức phân tử C2H4. Chúng ta có công thức phân tử C6H12O6. Chúng ta có công thức phân tử C2H2O2 Cl2. Thế thì đối với công thức phân tử C2H4 thì nó cho chúng ta biết là gì? Thành phần nguyên tố có trong công thức phân tử này bao gồm C và H. Và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có nghĩa là gì? 2C và 4. Đối với công thức phân tử C6H12O6 thì công thức này cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong công thức bao gồm C, H, O, có 3 nguyên tố. Và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Được chưa? Đấy.
Tương tự như vậy đối với công thức phân tử C2H2O2Cl2, thì công thức này cho chúng ta biết trong phân tử bao gồm các nguyên tố là gì? CHOCl, nghĩa là có 4 loại nguyên tố trong công thức phân tử này. Và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố bao gồm 2C, 2H, 2O và 2Cl. Đấy, tóm lại là gì? Công thức phân tử nó cho chúng ta biết được hai dữ kiện là thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Biết cụ thể lương số lượng bao nhiêu luôn, chứ không phải là biết cái tỷ lệ tối giản giống như công thức đơn giản nhất. À, giữa hai công thức này nó khác nhau chỗ này. Cái này chúng ta chỉ biết được cái tỷ lệ tối giản là bao nhiêu thôi. Ví dụ giữa C và H là giữa 1 và 2 thôi. Chứ chưa biết là nó có bao nhiêu C, có bao nhiêu H. Còn công thức phân tử thì cho biết thẳng luôn. Nó bao gồm là 2C, 4H. Ha, được chưa? Biết rõ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố luôn. Ha, được chưa? Chúng ta chuyển sang phần thứ tư. Quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất. Giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất có mối quan hệ như sau. Công thức phân tử sẽ bằng công thức đơn giản nhất N lần lên. Ở đây, N thuộc số tự nhiên. Được chưa? Như vậy, chúng ta muốn tìm công thức phân tử thì chúng ta lấy công thức đơn giản nhất và N lần lên. Ví dụ, chúng ta có công thức phân tử là C2H4 thì nó chính là công thức đơn giản nhất CH2 2 lần lên. Được chưa? Chúng ta có công thức phân tử là C6H12O6 thì chính là công thức đơn giản nhất CH2O và chúng ta 6 lần lên. À. Rồi, tương tự như vậy chúng ta có công thức phân tử là C2H2O2Cl2 thì nó chính là công thức đơn giản nhất CHOCl và 2 lần lên. Được chưa? Đấy là mối quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất. Được chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang phần thứ 5. Chúng ta có cái bảng tóm tắt các nội dung khi nãy giờ chúng ta tìm hiểu như sau. Chúng ta có hợp chất hữu cơ. Chúng ta có công thức tổng quát. Thứ hai là công thức đơn giản nhất. Và thứ ba là công thức phân tử. Cột bên này cho biết thành phần nguyên tố. Cột bên này cho biết số lượng nguyên tử. Và cột bên này cho biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử. Rồi, chúng ta đi công thức đầu tiên. Đầu tiên ví dụ chúng ta có công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZ. Thì công thức tổng quát này cho chúng ta biết thành phần nguyên tố bao gồm C, H và O. Công thức tổng quát này không cho chúng ta biết số lượng nguyên tử là bao nhiêu, không cho chúng ta biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử là bao nhiêu.
Rồi công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ này là CH2O. Thì công thức đơn giản nhất này cho chúng ta biết thành phần nguyên tố bao gồm ba nguyên tố CH và O. Và cho chúng ta biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử, tỷ lệ giữa CHO là 1 chia 2 chia 1. Công thức đơn giản nhất này không cho chúng ta biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là bao nhiêu. Còn đối với công thức phân tử, chúng ta có C6H12O6. Công thức phân tử này cho chúng ta biết thành phần nguyên tố bao gồm CH và O. Cho chúng ta biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất này bao gồm 6C12H và 6O. Và dĩ nhiên, chúng ta biết được tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử giữa CHO chính là 1, 2, 1, giống như trên công thức đơn giản. Như vậy, nhìn vào bảng này, chúng ta thấy là gì? Công thức phân tử thì nó cho chúng ta biết đầy đủ về dữ kiện nhất. Do đó cho nên các bài tập thì người ta thường yêu cầu tìm là tìm công thức phân tử. Được chưa? Thường ra đề bài là hãy xác định công thức phân tử hay là tìm công thức phân tử của cái hợp chất hữu cơ nào đó. Chứ ít khi có bài tập nào mà ra yêu cầu là tìm công thức đơn giản nhất hay là công thức tổng quát của cái hợp chất hữu cơ. Phải tìm được công thức phân tử để chúng ta biết được nó bao gồm những nguyên tố nào, số lượng mỗi nguyên tố trong cái công thức phân tử nó là bao nhiêu, và dĩ nhiên là chúng ta biết luôn được cái tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ đó là bao nhiêu. Được chưa? Các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Video hôm nay sẽ dừng lại ở phần lý thuyết. Các video sau chúng ta sẽ sử dụng phần lý thuyết này để chúng ta giải một số bài tập liên quan. Được chưa? Bài tập như trên màn hình. Công thức tổng quát của một hợp chất hữu cơ cho biết: A. Số liên kết pi có trong hợp chất hữu cơ. B. Khối lượng của hợp chất hữu cơ. C. Số lượng nguyên tử của hợp chất hữu cơ. D. Thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Để biết được công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ cho biết nội dung gì thì chúng ta lấy một cái ví dụ của công thức tổng quát là CXHIOZ đi. Rồi chúng ta xét từng trường hợp. Trường hợp A là số liên kết pi có trong hợp chất hữu cơ. Đấy, công thức tổng quát này có cho biết số liên kết pi có trong hợp chất hữu cơ hay không? Không, đúng không? Vậy A là không được rồi ha. B nè, khối lượng của hợp chất hữu cơ. Đây, công thức này có cho khối lượng là bao nhiêu không? Nó còn các ẩn là X, Y, Z đây. Thì không có biết được khối lượng của nó là bao nhiêu ha. Vậy B cũng không được rồi ha. C, số lượng nguyên tử của hợp chất hữu cơ. Đây, X nguyên tử, C, Y nguyên tử, H, Z nguyên tử, O. X, Y, Z là các ẩn, nên chưa biết được số lượng nguyên tử của hợp chất hữu cơ là bao nhiêu đâu. Vậy C cũng không được rồi. D, thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Ở đây, X, H, Y, O, Z. Thì thành phần nguyên tố hợp chất này là bao gồm C, H, O. Thì đúng rồi. Như vậy cái đáp án D. Đúng, chúng ta chọn đáp án D. Đây. Chúng ta ôn lại luôn ha. Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ cho biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Nghĩa là trong hợp chất hữu cơ đó nó bao gồm những nguyên tố này. Được chưa? Như vậy, đây, công thức tổng quát này, CXHIOZ, thì hợp chất hữu cơ này bao gồm ba nguyên tố là
CH3O. Vậy công thức tổng quát nó chỉ cho chúng ta biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ mà thôi. Được chưa? Chúng ta chọn đáp án D. Rồi, chúng ta chuyển sang bài tập thứ hai. Công thức đơn giản nhất của một hợp chất hữu cơ cho biết A. Tỷ lệ C chia H chia O của hợp chất hữu cơ. D. Thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ. C. Tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. D. Thành phần nguyên tố và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Rồi, để làm bài tập này chúng ta cùng lấy một ví dụ cụ thể của công thức đơn giản nhất của một hợp chất hữu cơ đi ha. Ví dụ như công thức đơn giản nhất chúng ta có là CH2 đi ha. Rồi chúng ta xét từng trường hợp. Công thức đơn giản nhất của một hợp chất hữu cơ cho biết tỷ lệ C chia H chia O của hợp chất hữu cơ. Đây, công thức đơn giản nhất đây. Có cho biết tỷ lệ C chia H chia O không? Tùy vào cái thành phần nguyên tố của nó như thế nào. Ở đây chỉ có C và H thôi. Thì O ở đâu mà có tỷ lệ mà cho biết ha. Như vậy thì cái phát biểu này không đúng rồi ha. Phát biểu B. Thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ. Đây, công thức đơn giản nhất đây. Cho biết thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ. Thì thành phần nguyên tố ở đây bao gồm C và H. Thì nó chỉ cho biết một cái yếu tố là thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ. Rồi xem thử là nó đã đầy đủ chưa. Chúng ta để cái đáp án B lại ha. Để xem thử các trường hợp khác. Trường hợp thứ ba, tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Ở đây, chúng ta có một C và hai H. Do đó, tỷ lệ tối giản giữa C và H là 1 chia 2. Như vậy, công thức này cho biết tỷ lệ tối giản giữa C và H là 1 chia 2. Nhưng mà ở đây câu C nó chỉ cho một cái đáp án là gì? Cho biết tỷ lệ tối giản thôi. Chứ chưa nói gì về tới thành phần ha. Còn cái đáp án D nè, cho biết thành phần nguyên tố và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Như vậy cái đáp án D thì nó bao gồm cả hai cái yếu tố này, cho biết cả cái thành phần nguyên tố của nó là bao gồm C và H, và cả tỷ lệ tối giản giữa C và H trong cái công thức đơn giản nhất này là 1 chia 2. Được chưa? Như vậy, đáp án đúng nhất là đáp án D. Phải biết được cả hai cái yếu tố này. Công thức đơn giản nhất thì phải cho chúng ta biết được cả hai yếu tố. Cái thứ nhất là thành phần nguyên tố. Và cái thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Đây. Như vậy, đáp án chúng ta chọn đúng nhất là đáp án D. Còn đáp án B và đáp án C thì nó chỉ cho biết mới có một yếu tố thôi. Đáp án B thì cho biết thành phần nguyên tố. Thành phần nguyên tố thôi. Còn đáp án C thì cho biết tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử thôi. Đáp án C thì cho biết cái tỷ lệ này. Còn đáp án D thì nó gộp cả hai cái này. Thì đáp án D là đúng nhất. Chúng ta chọn đáp án D. Được chưa? Như vậy, ta ôn lại luôn ha. Công thức đơn giản nhất của một hợp chất hữu cơ cho biết biết đồng thời cả hai yếu tố nha. Thứ nhất là thành phần nguyên tố. Và thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Được chưa? Đây. Vậy đáp án đúng nhất là đáp án D. Rồi, chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo.
công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ, cho biết A. Thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ, B. Tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố, C. Thành phần nguyên tố và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố, D. Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Như vậy, để làm được bài tập này thì chúng ta cũng lấy một ví dụ đối với công thức phân tử của các hữu cơ là C6H12O6 đi. Để chúng ta xét các trường hợp coi thử sao. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ cho biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ, chỉ cho biết thành phần thôi. Đây là C, H và O. Trường hợp A thì nó chỉ cho biết thành phần nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ, chỉ cho biết một yếu tố này thôi. Được chưa? Vậy thì chưa đủ đó ha. Như vậy đáp án này, A này chúng ta không chọn ha. Trường hợp thứ hai, B. Tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Như vậy tỷ lệ tối giản giữa C chia H chia O chính là 6 chia 12 chia 6. Cái này chưa tối giản. Tối giản là chúng ta chia cho 6 đi là 1, 2, 1. Như vậy trường hợp B thì nó chỉ nói tới là cái công thức này. Chỉ cho chúng ta biết tỷ lệ tối giản về số lượng của mỗi nguyên tố, nghĩa là chỉ cho biết là C chia H chia O là 6 chia 12 11 thôi ha. Chỉ một yếu tố này thôi, thế nên nó cũng chưa đầy đủ ha, nên chúng ta không chọn ha. Rồi trường hợp C, thành phần nguyên tố và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Cái trường hợp C thì nó bao gồm cả hai cái yếu tố này, thành phần nguyên tố tức là bao gồm CHO và tỷ lệ tối giản giữa C và HO là 1:2:1. Công thức mà cho biết thành phần nguyên tố và tỷ lệ tối giản chính là công thức đơn giản nhất, chứ không phải là công thức phân tử. Được chưa? Cho nên chúng ta cũng không chọn cái đáp án C này. Rồi trường hợp D. Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ. Ở đây nó cho thêm cái số lượng nguyên tử luôn. Như vậy thì chúng ta có 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Được chưa? 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Như vậy cái đáp án D thì nó bao gồm là gì? Thành phần nguyên tố, tức là bao gồm C, H, O. Và số lượng nguyên tử là 6 C, 12 H và 6 O. Được chưa? Như vậy nó đã phản ánh đầy đủ cái công thức phân tử này rồi. Do đó chúng ta chọn đáp án đúng nhất là đáp án D. Chúng ta ôn lại luôn ha. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ cho biết đồng thời hai yếu tố là gì? Thứ nhất là thành phần nguyên tố. Cái thứ hai là số lượng nguyên tử. Của mỗi nguyên tố. Có trong hợp chất hữu cơ. Đây. Thành phần nguyên tố gồm C, gồm H, gồm O. Số lượng nguyên tử cụ thể là 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H, 6 nguyên tử O. Và dĩ nhiên khi biết cái số lượng cụ thể này, 6, 12, 6 này thì chúng ta cũng biết được luôn cái tỷ lệ tối giản rồi. Đây là cái chúng ta suy ra được luôn. Ha, được chưa? Đây. Vậy chúng ta chọn cái đáp án D. Được chưa? Rồi, các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Bài tập ghi trên màn hình. Một hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố bao gồm C, H, O. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là CH2O. B. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H4O2. C. Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZ
với x, y, z là những số tự nhiên. D. Công thức của hợp chất hữu cơ là CHO. Đề bài cho hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố bao gồm CHO. Chỉ cho biết thành phần nguyên tố thôi ha. Chúng ta xét từng phát biểu. A. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là CH2O. Ở đây chúng ta thấy là gì? Đề bài chỉ cho là thành phần nguyên tố bao gồm CH và O thôi. Không cho biết tỷ lệ tới giãn về số nguyên tử của mỗi nguyên tố. À, cho nên chúng ta không biết được công thức đơn giản nhất là CH2O hay là CH4O hay CH5O gì đấy ha. Và chúng ta không biết được cái công thức đơn giản đâu. Chúng ta chỉ biết nó có bao gồm 3 nguyên tố là CHO thôi. Cho nên cái phát biểu A này là không đúng. À. Rồi. B. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H4O2. Ở đây thì đề bài cũng không cho là 2 nguyên tử C, 4 nguyên tử H, 2 nguyên tử O, cho nên chúng ta không biết được cái công thức phân tử của nó là công thức nào đâu. À, như vậy đáp án B cũng không phải ha. Đáp án C. Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ là CXHIOZ với X, Y, Z là những số tự nhiên. Vậy đề bài cho thành phần nguyên tố thì thành phần nguyên tố chỉ cho chúng ta biết được là công thức tổng quát của nó, tức là nó bao gồm CHO, còn bao nhiêu C, bao nhiêu H, bao nhiêu O thì chúng ta chưa biết, được chưa? Vậy đáp án C là đáp án đúng. À, chúng ta xét tiếp đáp án D đi. Công thức của hợp chất hữu cơ là CHO thì đây công thức gì? À, công thức của hợp chất hữu cơ là công thức gì? Công thức tổng quát, công thức đơn giản nhất hay là công thức phân tử hay là công thức gì? À, ở đây nó chỉ nói chung chung là công thức. Cho nên cái đáp án D này cũng không đúng. Vậy là chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta ôn lại luôn ha. Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ cho biết thành phần nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ. Đây. Có nghĩa là hợp chất hữu cơ đó bao gồm những nguyên tố nào. À, được chưa? Khi người ta cho CHO thì chúng ta biết được công thức tổng quát là CXIOZ với XYZ là những số tự nhiên. À, được chưa? Đây. Rồi, chúng ta chuyển sang tập thứ 2. Hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm các nguyên tố C, H, N và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6C, 7H, 1N. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Công thức của A là CHN. B. Công thức tổng quát của A là CXHIOZNT. C. Công thức đơn giản nhất của A là CH 6 lần NH. D. Công thức phân tử của A là C6H7N. Rồi, chúng ta xét từng trường hợp ha. Đề bài cho là gì? Thành phần nguyên tố bao gồm CHN và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6C7H1N. Ta xem cái trường hợp A đây. Công thức của A là CHN. Công thức gì? Công thức tổng quát, công thức đơn giản nhất hay công thức phân tử hay là công thức gì? Ở đây chúng ta cần làm rõ ha. Để đáp án đa này không đúng ha. Đáp án B. Công thức tổng quát của A là CXHIOZNT. Thế thì ở đây là gì? Thành phần nguyên tố là có C, có H, có O, có N. Đề bài chỉ cho thành phần nguyên tố có C, có H, có N mà thôi. Thế vậy cái đáp án B này là cũng không được ha. Đáp án C. Công thức đơn giản nhất của A là CH 6 lần NH. Công thức đơn giản nhất thì không ai viết theo kiểu này cả. À, được chưa? Vậy đáp án C thì chúng ta cũng không chọn. À, đáp án D. Công thức phân tử của A là C6H7N.
Được chưa? Như vậy công thức phân tử thì nó cho biết thành phần nguyên tố bao gồm C, H, N và cho biết luôn về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6C, đây, 7H, đây, và 1N, 1 không biết, ha, được chưa? Vậy chúng ta chọn đáp án đúng nhất là đáp án D, đây, công thức phân tử của A là C6H7N, được chưa? C6H7N, thường thì chúng ta viết C6H5NH2. Khi chúng ta viết có nhóm chất thì nó là C6H5NH2. Được chưa? Đây. Chúng ta ôn lại luôn ha. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ cho biết hai yếu tố. Thứ nhất là gì? Thành phần nguyên tố. Và cái thứ hai là gì? Số lượng nguyên tử. Của mỗi nguyên tố. Đây. Công thức phân tử thì nó cho biết hai yếu tố này. Thành phần nguyên tố là bao gồm những nguyên tố nào. Và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là bao nhiêu. Ha, được chưa? Rồi, ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là C6H6Cl6. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Thành phần nguyên tố có trong A là CHCl. B. Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6C6H6Cl. C. Tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là C chia H chia Cl bằng 1 chia 1 chia 1. D. Có một đồng vị C6-13 trong phân tử C6H6Cl6. Đây, như vậy đề cho công thức phân tử của A là C6H6Cl6. Và xem thử phát biểu nào không đúng, chúng ta xét từng phát biểu ha. Phát biểu A. Thành phần nguyên tố có trong A là CHCl. C đây, H đây, C là đây. Như vậy thì A là đúng rồi đúng không? Phát biểu B. Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là 6C6H6Cl. Đây, 6C6H6Cl. Như vậy cái phát biểu B cũng đúng ha. Phát biểu C. Tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là C chia H chia Cl bằng 1 chia 1 chia 1. Như vậy chúng ta tính tỷ lệ tối giản C chia H chia Cl trong phân tử này chính là 6 chia 6 chia 6 cũng chính là 1 chia 1 chia 1. Như vậy phát biểu này hoàn toàn đúng ha. Ở phát biểu D. Có một đồng vị C6-13 trong phân tử C6H6Cl6. Ha. Thế thì phát biểu này không đúng ha. À, công thức này nó không có nói gì về tới cái đồng vị đó. Mấy đồng vị C6-13 thì chúng ta không biết đâu. Ha. 1 hay 2 hay 3 hay bao nhiêu đấy thì chúng ta không biết ha. Vậy đáp án này là không đúng ha. Đáp án D không đúng. Và chúng ta chọn cái đáp án D. Đề bài hỏi không đúng à, chúng ta chọn cái đáp án D. Ai được chưa? Các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng à, bài tập như trên màn hình. Hãy xác định công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ dưới đây. A. C6H6 benzen. B. C3H6O3 methyl glycolate. C. C10H12O2 Algernon. D. C6H8O6 vitamin C. Đề bài yêu cầu xác định công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ dưới đây. Như vậy công thức đơn giản nhất là công thức gì?
nó cho biết những nội dung gì. Chúng ta dành một ít thời gian để ôn lại ha. Công thức đơn giản nhất cho biết hai yếu tố. Thứ nhất là thành phần nguyên tố. Và thứ hai là tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử. Của mỗi nguyên tố. Có trong hợp chất hữu cơ. Đây, công thức đơn giản nhất thì nó cho chúng ta biết đồng thời hai yếu tố. Thành phần nguyên tố, tức là trong công thức nó bao gồm những nguyên tố nào. Và tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố là bao nhiêu. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xét từng trường hợp ha. Câu A. Đối với hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C6H6. Thế thì ở đây chúng ta thành phần nguyên tố thì chúng ta biết rồi ha. Là có C có H rồi ha. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tìm tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố nữa là xong. Như vậy thì tỷ lệ tối giản giữa C và H. Ở đây chúng ta có 6C, 6H. Tỷ lệ là 66, chưa tối giản. Chúng ta chia cho 6 đi. Thì còn là 11. Đây là tỷ lệ tối giản. Như vậy, chúng ta có được công thức đơn giản nhất là CH. Tỷ lệ 11 thì chúng ta không cần ghi. C1H1 chúng ta không cần ghi. CH thôi. Được chưa? Đây. Rồi. Trường hợp D. Hợp chất có công thức phân tử là C3H6O3. Thế thì ở đây, thành phần nguyên tố thì chúng ta cũng biết rồi. Có C, có H, có O. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta tìm tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Ở đây chúng ta có tỷ lệ giữa C, O là 3 chia 6 chia 3. Được chưa? Đây, 3C, 6H, 3O. 3 chia 6 chia 3. Tỷ lệ này chưa tối giản. Chúng ta chia cho 3 đi. À, thì còn lại là 1, 2, 1. Như vậy, lúc này chúng ta có công thức đơn giản nhất là CH2O. Được chưa? C1H2O1, 1, 2, 1 là CH2O. Chỉ số 1 chúng ta không cần ghi. À, được chưa? Đấy. Trường hợp C. Hợp chất có công thức phân tử là C10H12O2. Thì công thức đơn giản nhất của nó là gì? Ở đây chúng ta biết thành phần nguyên tố là CHO. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta đi tìm tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Ở đây chúng ta có tỷ lệ giữa C, H, O là 10 chia 12 chia 2. Đây, 10C, 12H, 2O, 10, 12, à, được chưa? Tỷ lệ này chưa tối giản, chúng ta chia cho còn lại là 5, 6, 1. Vậy đây đã là tỷ lệ tối giản rồi. Do đó chúng ta có công thức đơn giản nhất là C5H6O. Được chưa? 5, 6, 1. Tỷ lệ tối giản. 5, 6, 1. Được chưa? Đấy là công thức đơn giản nhất của trường hợp C. Bây giờ trường hợp D. C6. H8O6. Thế thì chúng ta cũng biết được thành phần nguyên tố rồi, bao gồm C, bao gồm H, bao gồm O. Bây giờ chúng ta tìm tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Ở đây chúng ta có tỷ lệ giữa C, H, O chính là
6 chia 8 chia 6. Tỷ lệ này chưa tối giản. Chúng ta đem chia cho 2 đi ha. Chia cho 2. Thì còn lại là gì? 3 chia 4 chia 3. Như vậy, lúc này chúng ta có công thức đơn giản nhất của hợp chất là gì? C3H4O3. Được chưa? 3, 4, 3. 3, 4, 3. Được chưa? Đấy. Như vậy, đối với bài tập này thì người ta cho công thức phân tử để yêu cầu chúng ta tìm công thức đơn giản nhất. Thì đơn giản thôi, chúng ta lập tỷ lệ tối giản về số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ là được. Ha. Ở đây tỷ lệ CH, còn 3 trường hợp này là tỷ lệ giữa C và HO. Ha. Đối với tỷ lệ chưa tối giản thì chúng ta tìm cách chia cho cái hệ số nào để mà chúng ta thu được số nguyên nhỏ nhất. Ha. Cụ thể ở đây chúng ta chia cho 3, ở đây chúng ta chia cho 2, ở trường hợp này chúng ta chia cho 2. Ha. Được chưa? Để có được thu được những cái tỷ lệ này là những số nguyên tối giản. Thì lúc đó chúng ta có được công thức đơn giản nhất là như vậy. Rồi, các bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một trong những nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.